Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại. Hãy cùng Phong cập nhật tin tức bóng chuyền mới nhất. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày mai 13 tháng 8 sẽ diễn ra những trận đấu cuối cùng của trận 2 CV League và sau đây hãy cùng Phong nhận định về những trận đấu đó. Trận đấu đầu tiên trong ngày diễn ra vào lúc 15 giờ là trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Philippines. Với Indonesia ở trận 2 này, họ tiếp tục không có sự góp mặt của đội chuyền số 1, đó chính là Megawati và ít nhiều đã ảnh hưởng đến sức mạnh của đội bóng. Trải qua 2 trận đấu ở trận 2, Indonesia thất bại cả 2 trận đấu trước đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan cùng với tỷ số 0-3. Còn với đội tuyển Philippines, những vận động viên trẻ của họ đã trưởng thành hơn rất nhiều sau khi kết thúc trận 1. Trong 2 trận đấu đầu tiên, Philippines đã thất bại trước đội tuyển Thái Lan với tỷ số 0-3 và trước đội tuyển Việt Nam với tỷ số 1-3. Tuy nhiên, đội bóng này đã chơi tiến bộ hơn rất nhiều. Ở trận 1, hai đội bóng cũng đã gặp nhau và khi đó, Indonesia đã khá dễ dàng để có được chiến thắng trước Philippines với tỷ số 3-0. Tuy nhiên ở trận 2 này, trước sự tiến bộ vượt bậc của các cô gái trẻ Philippines thì hy vọng trận đấu sẽ diễn ra hấp dẫn hơn. Trận đấu thứ 2 trong ngày diễn ra vào lúc 18 giờ và cũng là trận đấu tâm điểm giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển quốc gia Thái Lan. Với đội tuyển Thái Lan, họ đem đến đội hình ở trận 2 này với một số sự thay đổi so với trận 1. Tuy nhiên, vẫn còn đó những cái tên trụ cột có mặt như là Chatchon, Achatabon, Pompun, Thắt Đao, Pipichea. Có thể nói, bóng chuyền nữ Thái Lan đang tỏ ra quá vượt trội so với phần còn lại của Đông Nam Á. Họ đã đứng thứ 3 châu Á sau Trung Quốc và Nhật Bản. Còn ở thế giới, đội tuyển Thái Lan đang đứng hạng 15 thế giới. Với sự đầu tư bài bản cùng với sự ủng hộ của người hâm mộ, bóng chuyền nữ Thái Lan đã phát triển rất nhanh trong nhiều năm vừa qua. Lối chơi của đội tuyển Thái rất biến hóa với sự linh hoạt của chuyền hai Pompun. Ở trận 1 vừa qua, đội tuyển Thái đã thắng cả 3 trận trước Philippines, Indonesia và Việt Nam để giành chức vô địch một cách xứng đáng. Còn ở trận 2 này, qua trận đấu đầu tiên, họ đã khá dễ dàng có được chiến thắng trước Philippines và Indonesia cùng với tỷ số 3-0. Còn với đội tuyển Việt Nam, thành phần tham dự của chúng ta ở trận 2 này gồm rất nhiều những gương mặt mới, những như Quỳnh, Nguyễn Anh, Đoàn Thị Xuân ít được ra sân ở trận 1 sẽ được thi đấu nhiều hơn ở trận 2. Bên cạnh đó là những cái tên như là Đinh Thị Thúy, Lê Thị Thúy, Hoàng Thị Thảo, Nguyễn Lý Thị Vi, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Ninh Anh, Vi Thị Yến Nhi. Rõ ràng, đây không phải là đội hình tốt nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Những Thanh Thúy, Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Trần Tú Linh đã được nghỉ ngơi sau những giải đấu liên tiếp vừa qua để chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng sắp tới như là giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup, Asian Game và giải vô địch châu Á. Tham dự trận hai này với sự hoài nghi của người hâm mộ khi thiếu vắng những trụ cột như là Thanh Thúy, Kiều Trinh. Tuy nhiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chơi hoàn toàn lột xác trong trận đấu với Indonesia. Đội tuyển Việt Nam đã chơi hoàn toàn vượt trội trước đối thủ từ khả năng phòng thủ đến tấn công. Tất cả các vị trí của chúng ta đều chơi tốt. Đặc biệt là cặp đôi phụ công của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này đó là Lý Thị Luyến và Trần Thị Bích Thủy đã chơi rất hay với những đường chuyền hợp lý của chuyền hai Kim Thoa. Và đội tuyển Việt Nam đã có được chiến thắng dễ dàng trước Indonesia với tỷ số 3-0. Trong trận đấu thứ hai, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thắng khá chật vật trước Philippines với tỷ số 3-1. Trong trận đấu này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là những người nhập cuộc tốt hơn khi đã giành chiến thắng trong set đấu thứ nhất. Tuy nhiên, bước sang set đấu thứ hai, một chút chủ quan đã khiến đội tuyển của chúng ta thất bại. Ở hai set đấu còn lại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chơi tập trung hơn để có được chiến thắng. Trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển Thái Lan đang nắm rất nhiều lợi thế, không những nhỉnh hơn về lực lượng mà đội tuyển Thái còn được thi đấu trên sân nhà. Trước sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà, chắc chắn đó sẽ là một lợi thế lớn. Sau đây, hãy cùng Phong dự đoán về đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam cũng như đội tuyển Thái Lan. Với đội tuyển quốc gia Việt Nam, chúng ta sẽ ra sân với đội hình gồm cặp chủ công Vi Thị Như Quỳnh, Phạm Thị Nguyệt Anh, đội chuyền Đoàn Thị Xuân, chuyền hai Võ Thị Kim Thoa, cặp phụ công Lý Thị Luyến, Trần Thị Bích Thủy và libero Lê Thị Thanh Liên. Còn với đội tuyển Thái Lan, họ sẽ ra sân gồm cặp đôi chủ công Chatchon, Acharabon, đội chuyền Pimpechea, chuyền hai Pompun, cặp đôi phụ công Thắt Đao, Wimborat và libero Zirapa. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng hy vọng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình để cống hiến cho khán giả một trận đấu thật hay. Và sau đây, hãy cùng phát xem lại lịch thi đấu ngày 13 tháng 8 của trận 2 CV League. My appetite, don't leave me in.